thưa quý vị và các bạn, dù đã có không ít tai nạn thương tâm xảy ra khi các phương tiện điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc, tuy nhiên bất chấp cảnh báo vẫn có nhiều trường hợp vi phạm. Và thông tin mới nhất từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, đơn vị chức năng đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe tải đi ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu vào hôm 20 tháng 2 vừa qua. Cụ thể chiếc xe ô tô tải đi ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu mang biển kiểm sát 37C 11390 do nam tài xế sinh năm 1975, chú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận vào ngày 20 tháng 2 đã điều khiển ô tô tải đi ngược chiều trên cao tốc. Lý giải hành vi trên, tài xế cho rằng do không biết đường nên đã đi lên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu hướng Nam Bắc. Sau khi biết đi nhầm đường, tài xế đã quay lại và đi ngược chiều trên cao tốc để ra nút giao đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 của Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý tài xế. Với vi phạm trên, 5 tài xế đối mặt với mức phạt từ 16 cho đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng và tạm giữ phương tiện giao thông trong 7 ngày.